Cây hoa phấn hay còn gọi là bông phấn, cũng có nơi gọi là sâm ớt, là một loại cây vừa được trồng làm cành cũng được trồng để làm thuốc nữa. Thường thì người ta sử dụng rễ cây hoa phấn dùng để chữa băng huyết, bạch đới, đau vú, đinh nhọt. Và bộ phận sử dụng chính là rễ của cây hoa phấn, được thu hái quanh năm đem về thái mỏng tẩm nước gừng sao vàng, còn dùng cả lá và hạt nữa. Về tính vị và tác dụng thì rễ của cây hoa phấn này có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, lợi tiểu, khử thấp, hoạt huyết, giải độc. Nhưng các bạn phải lưu ý là người có thai thì không được dùng cây này đâu nhé. Và một lưu ý nữa là phần rễ và hạt của cái cây này nó có tác dụng tẩy, cho nên là các bạn lưu ý không uống với liều quá cao đâu nhé. Thông thường thì mọi người thường dùng rễ của cây hoa phấn được dùng để chữa băng huyết, bạch đới, đau vú, đinh nhọt với liều dùng là ngày từ 8 cho đến 16 gram sắc uống. Còn sau đây là cách sử dụng cây hoa phấn để chữa bệnh. Đối với việc bị nhọt ở vú, rồi là viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu hoặc là đái đục ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này, dùng rễ khô thì với liều lượng là 20 gram, nếu không có khô thì các bạn dùng tươi với liều lượng là 40 gram để mà sắc uống nhé, thì sẽ trị mụn nhọt, viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu, đái đục. Còn tiếp theo là đối với trường hợp di mộng tinh ấy, thì người ta sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này phối hợp với rễ của bạch quả và quả kim anh, quả đơn giao giáo, mỗi vị là 12 gram để mà sắc uống chữa di mộng tinh. Và tiếp theo là một bài thuốc dùng để chữa phát ban, thì cách dùng như sau: các bạn dùng rễ của cây hoa phấn 12 gram, huyền sâm 30 gram, xuyên quy 10 gram, thăng ma phục thần mỗi vị 8 gram, hoàng liên kinh giới cam thảo mỗi vị 4 gram, các bạn sắc uống nhé. Còn đối với việc dùng ngoài thì người ta còn sử dụng hạt của cây hoa phấn này để mà chữa nốt ruồi, tàn nhang, trứng cá ở mặt, bằng cách là dùng hạt của cây hoa phấn này đem về các bạn tán bột để mà bôi chữa nốt ruồi, tàn nhang, trứng cá ở mặt. Lá thì giã nát, vắt lấy nước để mà trị mụn, lở, vết thương, đinh nhọt. Và các bạn nên lưu ý là rễ hoặc là hạt của cây hoa phấn này thì có tác dụng tẩy. Trong y học phương Tây thì người ta còn dùng rễ của cây hoa phấn này để mà làm thuốc tẩy nữa cơ. Ở Trung Quốc thì người ta cũng dùng rễ của cây hoa phấn này để mà làm thuốc nhuận tràng nhẹ. Và các bạn cần phải lưu ý là người có thai không được sử dụng cây hoa phấn này đâu nhé. Và một số nước khác nữa như là Campuchia thì người ta cũng dùng hoa phấn để mà giã nát, đắp lên thái dương để mà làm giảm sốt. Còn ở Malaysia thì nước ép của lá hoa phấn được dùng để bôi chữa bỏng, sưng tấy. Quả thì được dùng để tán bột, nhào với nước thành bột nhão để mà đắp chữa trứng cá. Còn ở Ấn Độ và Pakistan thì người ta còn dùng rễ của cây hoa phấn này đem về thái nhỏ, tẩm bơ, sao khô, tán bột cùng với vài hương liệu có tính ấm để mà uống làm thuốc bổ. Còn lá thì vò nát để mà đắp trị áp xe và mụn nhọt. Dịch ép của lá thì dùng để bôi để mà trị vết thương, vết bầm tím, ngứa do mề đay. Ở Pakistan thì người ta còn dùng lá để mà làm thuốc gây mưng mủ và hạch xoài, rễ để làm thuốc tẩy, chữa trĩ. Ở Jata thì theo kinh nghiệm dân gian, người ta dùng rễ của cây hoa phấn phối hợp với cà rái dê tán bột, hãm với nước sôi, dùng một nửa để uống và một nửa thì thụt vào trực tràng mỗi ngày để mà làm thuốc gây sảy thai. Còn sau đây là cách sử dụng cây hoa phấn để chữa bệnh. Đối với việc bị nhọt ở vú, rồi là viêm đường tiết niệu,
viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu hoặc là đái đục ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này, dùng rễ khô thì với liều lượng là 20g, nếu không có khô thì các bạn dùng tươi với liều lượng là 40g để mà sắc uống nhé. Thì sẽ trị mụn nhọt, viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu, đái đục. Còn tiếp theo là đối với trường hợp di mộng tinh ấy, thì người ta sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này phối hợp với rễ của bạch quả và quả kim anh, quả đơn giao giáo, mỗi vị là 12g để mà sắc uống chữa di mộng tinh. Và tiếp theo là một bài thuốc dùng để chữa phát ban. Thì cách dùng như sau, các bạn dùng rễ của cây hoa phấn 12g, huyền sâm 30g, xuyên quy 10g, thăng ma phục thần mỗi vị 8g, hoàng liên kinh giới cam thảo mỗi vị 4g, các bạn sắc uống nhé. Còn đối với việc dùng ngoài thì người ta còn sử dụng hạt của cây hoa phấn này để mà chữa nốt ruồi, tàn nhang, trứng cá ở mặt, bằng cách là dùng hạt của cây hoa phấn này đem về các bạn tán bột để mà bôi chữa nốt ruồi, tàn nhang, trứng cá ở mặt. Lá thì giã nát, vắt lấy nước để mà trị mụn, lở, vết thương, đinh nhọt. Như vậy là các bạn cũng thấy cái cây hoa phấn này có khá là nhiều tác dụng chữa bệnh. Không chỉ ở Việt Nam mình mà rất là nhiều nước trên thế giới người ta cũng sử dụng. Và các bài thuốc để chữa bệnh thì mình đã nói một cách rõ ràng. Các bạn chưa xem kỹ thì có thể xem lại nhé. Còn về lưu ý thì như mình đã nói, kiêng kỵ đối với những người có thai thì không sử dụng cây hoa phấn này để chữa bệnh các bạn nhé. Cây dâm bụt cho ra nhiều hoa và đẹp. Thường thì được trồng để làm cảnh, cũng được trồng để làm hàng rào nữa. Theo đông y thì dâm bụt có vị ngọt, hơi đắng, nhớt, tính bình, vào kinh thận, có tác dụng là thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chỉ huyết, giải độc, cố tinh, sát trùng. Cây dâm bụt còn có tên gọi khác như là bông bụt, phù tang, xuyên căn bì. Về bộ phận sử dụng chính là lá, hoa, vỏ thân và rễ cây. Dâm bụt có vị ngọt, hơi đắng, nhớt, tính bình, vào kinh thận, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chỉ huyết, giải độc, cố tinh, sát trùng. Dâm bụt thường được dùng để trị viêm niêm mạc dạ dày và ruột, đại tiện ra máu, kiết lỵ, mất ngủ, mộng tinh, mụn nhọt, lở ngứa, sưng tấy. Với liều lượng sử dụng trong ngày là từ 4 cho đến 12 gram vỏ rễ của cây dâm bụt, dùng dưới dạng thuốc sắc. Các bạn cũng có thể chữa trị mụn nhọt bằng nước sắc của cây dâm bụt, bằng cách là các bạn dùng nước sắc của cây dâm bụt rửa bôi để chữa trị mụn nhọt với liều dùng là không hạn chế. Còn bây giờ mình sẽ nói rõ hơn từng bài thuốc một về cây dâm bụt này. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa kiết lỵ da máu. Thì các bạn sử dụng vỏ của cây dâm bụt, các bạn đem về băm nhỏ sao vàng và sử dụng lá táo cũng sao vàng. Liều lượng của mỗi loại là 20g, hai loại liều lượng bằng nhau, mỗi loại 20g. Dùng để sắc uống trong ngày để mà chữa kiết lỵ da máu. Thứ hai là bài thuốc dùng để chữa mụn nhọt, sưng đau, đỏ nóng, có mủ mà không vỡ được. Thì các bạn sử dụng lá của cây dâm bụt, các bạn dùng tươi, dùng một nắm, cho thêm vài hạt muối tráng vào, các bạn giã nhỏ, đắp lên chỗ mụn nhọt. Và sau khi vỡ mủ thì các bạn không cần cho muối vào nữa, các bạn chỉ cần sử dụng lá hoặc là cả lá cả hoa giã nát để mà đắp vào thôi. Tiếp theo, bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa bạch đới di mộng tinh, tiểu buốt, lỵ. Thì các bạn sử dụng lá và hoa dâm bụt, lá bạch đồng nữ, thái lai tía, mỗi thứ một nắm giã nhỏ, chế với nước chín, vắt lấy nước cốt uống. Tiếp theo bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa mộng tinh.
thì các bạn sử dụng hoa dâm bụt với liều lượng 30g, gương sen dùng cả cuống, dùng 3 cái, sắc nước uống. Thứ năm là bài thuốc dùng để chữa khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ. Thì các bạn chỉ cần sử dụng hoa dâm bụt, dùng hãm với nước nóng uống thay chè. Tiếp theo thứ sáu là bài thuốc dùng để chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh sớm kỳ ngắn vòng hoặc là ra nhiều máu rong huyết thì các bạn sử dụng vỏ rễ dâm bụt, lá huyết dụ, mỗi vị là 30g sắc uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ bảy là bài thuốc dùng để chữa quai bị, đau mắt thì các bạn sử dụng lá dâm bụt, lá rành rành, mỗi thứ một nắm, giã nhỏ, vắt lấy nước uống, còn bã thì đắp vào. Trên đây là những thông tin về cây dâm bụt. Nếu các bạn có thêm thông tin hãy để lại bình luận bên dưới video này. Vừng không chỉ là một thực phẩm bổ dưỡng mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Nếu biết cách sử dụng thì vừng chính là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn. Với những tác dụng dưỡng huyết, bổ ngũ tạng, ích khí lực, bổ não tủy, bền gân cốt, sáng tai mắt, làm sống lâu. Với những tác dụng trên, chỉ cần sử dụng đúng cách thì vừng sẽ giúp bạn tăng tuổi thọ. Ở Việt Nam và Trung Quốc, vừng còn được sử dụng để nấu chè ăn bằng cách là dùng vừng đen với hạt sen để nấu chè ăn có tác dụng bổ dưỡng và an thần. Lá vừng cũng được sắc uống để tăng tuổi thọ. Theo Đông y, vừng có những tính vị và tác dụng như sau. Hạt vừng có vị ngọt, béo, tính bình vào bốn kinh là phế, tỳ, can và thận, có tác dụng nhuận tràng, dưỡng huyết, bổ ngũ tạng, ích khí lực, bổ não tủy, bền gân cốt, sáng tai mắt, làm sống lâu. Lá vừng có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng ích khí, bổ não tủy, mạnh gân cốt, khỏi tê thấp. Bây giờ mình sẽ nói về những tác dụng chữa bệnh của vừng. Còn về các bài thuốc chi tiết mình sẽ nói một cách rõ ràng ở cuối video các bạn nhé. Về hạt vừng thì hạt vừng và dầu hạt vừng được dùng để chữa táo bón, tăng cường dinh dưỡng. Uống mỗi sáng một thìa cà phê dầu vừng, ăn một nắm vừng sống hoặc là ăn cháo vừng, dùng để chữa phụ nữ đẻ ít sữa. Để mà chữa lị mới phát thì người ta dùng vừng đen ăn sống với liều lượng là 30g mỗi ngày, ăn liền từ 2 cho đến 3 ngày. Còn được sử dụng để mà chữa ngã, sưng tấy, đau nhức bằng cách là uống một thìa canh dầu vừng đen, dầu vừng ép sống uống với rượu. Dùng ngoài thì có thể dùng để chữa bỏng, rắn rết cắn bằng cách là dùng hạt vừng đen dùng sống nghiền nát để mà đắp vào. Hoặc là các bạn sử dụng dầu vừng để bôi ngoài. Hạt vừng cũng được dùng để mà chữa nhọt lở không liền miệng bằng cách là sử dụng hạt vừng sao cháy, giã, đắp vào. Ngày dùng từ 10 cho đến 20g. Cũng có thể là sử dụng dầu vừng nấu với các vị thuốc khác để mà làm cao rán nhọt. Do hạt vừng rất là bổ dưỡng, có những tác dụng như là dưỡng huyết, bổ ngũ tạng, ích khí lực, bổ não tủy, bền gân cốt, sáng tai mắt, làm sống lâu. Cho nên các bạn cũng có thể sử dụng hạt vừng để ăn hàng ngày. Bằng cách là sử dụng hạt vừng rang chín, giã nát, rồi trộn với muối để ăn hàng ngày. Người ta cũng sử dụng hạt vừng để mà nấu chè cùng với hạt sen để ăn, có tác dụng là bổ dưỡng an thần. Lá vừng thì được dùng để chữa tê thấp, sắc uống thì tăng tuổi thọ, da mặt tươi tắn. Nấu nước lá để gội đầu thường xuyên thì dùng để chữa rụng râu, làm tóc mượt đen. Lá tươi được dùng để giã thêm nước, vắt lấy nước cốt uống để mà chữa rong huyết. Lá vừng tươi còn được dùng để trị bệnh viêm thận và bàng quang. Dùng ngoài thì dùng để trị bệnh về mắt và da. Nước sắc lá và rễ thì được dùng để gội đầu để kích thích mọc tóc. Dịch ép nhầy của cây thì được dùng để trị cháy giận. Còn ở Trung Quốc thì dầu vừng được sử dụng để làm thuốc bổ và giải độc.
Còn bây giờ mình sẽ nói chi tiết một cách rõ ràng từng bài thuốc một để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa suy nhược cơ thể. Thì các bạn sử dụng vừng đen, lá dâu non lượng bằng nhau tán nhỏ, làm viên với mật ong, ngày uống là từ 10 cho đến 20g. Thứ hai là bài thuốc dùng để chữa táo bón kéo dài. Thì các bạn sử dụng vừng đen 100g, sa sâm mạch môn mỗi vị là 200g, lá dâu 100g. Các bạn tán bột ra rồi cho thêm mật ong với lượng vừa đủ để làm viên để uống. Mỗi ngày thì uống với liều là từ 10 cho đến 20g. Thứ ba là bài thuốc dùng để chữa táo bón do thiếu máu. Thì các bạn sử dụng vừng đen 200g, hà thủ ô đỏ, kỷ tử, long nhãn, tang thầm, bá tử nhân, mỗi vị là 100g. Rồi tán thành bột, cho mật ong với lượng vừa đủ để làm thành viên. Mỗi ngày thì uống với liều lượng là từ 10 cho đến 20g, có thể dùng thuốc sắc với liều thích hợp. Thứ tư là bài thuốc dùng để chữa táo bón do trương lực cơ giảm. Thì các bạn sử dụng vừng đen 12g, đảng sâm 16g, bạch chuột, hoài sơn, xài hồ, kỷ tử, mỗi vị 12g, sắc uống ngày một thang. Bài thuốc thứ 5 là bài thuốc dùng để chữa bỏng, vết thương. Thì các bạn sử dụng dầu vừng trộn với lá dâu non, đốt tổn tính tán nhỏ, bôi ngày 2 cho đến 3 lần. Thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa đau lưng. Thì các bạn sử dụng hạt vừng đen sao cháy tán bột, mỗi lần uống là 12g, uống với một ít rượu, mật hoặc là nước gừng. Thứ 7 là bài thuốc dùng để chữa bị ngã, sưng bầm đau nhức. Thì các bạn sử dụng dầu vừng với liều lượng một chén hòa với rượu để uống. Thứ 8 là dùng để chữa lị trẻ em. Thì các bạn sử dụng dầu vừng từ 5 cho đến 10g tùy theo tuổi hòa với mật ong cho uống. Tiếp theo bài thuốc thứ 9 là bài thuốc dùng để chữa rụng tóc, làm tóc chóng mọc. Thì các bạn sử dụng rễ vừng đen phối hợp với lá chắc bá phơi khô thái nhỏ, nấu thành cao đặc bôi hàng ngày để mà chữa chứng rụng tóc, làm tóc chóng mọc. Tiếp theo bài thuốc thứ 10 là bài thuốc dùng để làm thuốc bổ thận âm, được chế dưới dạng viên bằng cách là sử dụng vừng đen 500g, thục địa 1000g, lá dâu non đồ chín phơi khô 500g, hạt sen già 150g, lá vông nem 100g, tất cả tán nhỏ, luyện với mật để mà làm thành viên bằng quả táo. Mỗi lần thì dùng một viên, ngày 2 lần lúc sáng sớm và tối trước khi đi ngủ. Tiếp theo bài thuốc thứ 11 là bài thuốc bổ khí huyết, bổ thận, cố tinh. Các bạn làm như sau: sử dụng vừng đen với liều lượng là 800g, lạc tiên 5000g, tằm chín 1500g, lá dâu, hà thủ ô mỗi vị là 1000g, kim anh tử, lộc giác xương mỗi vị là 500g, liên nhục 400g, xương bồ 300g. Các bạn sử dụng chất dính bằng cách là dùng lạc tiên và kim anh. Đối với lạc tiên thì các bạn cắt nhỏ phơi trong râm. Kim anh thì cạo bỏ lông bên trong, hai vị nấu chung được nước đặc, lọc và cô lại làm chất dính. Tằm chín thì nhúng nước sôi, sấy khô, tẩm với nước gừng rồi phơi lại cho thật khô. Lá dâu bánh tẻ thì các bạn phơi râm 3 ngày, bỏ hết gân lá. Còn đối với vừng thì các bạn rang vàng lên. Hà thủ ô thì các bạn sử dụng hà thủ ô trắng hoặc là đỏ, chế với đậu đen, dùng vồ gỗ, đập nát vụn, phơi khô. Và tất cả các vị trên thì các bạn tán nhỏ, phơi khô rồi luyện với chất dính cho đều. Chất dính thì ban nãy mình vừa nói, các bạn có thể tua lại một phút trước là sẽ thấy nhé. Các vị thì các bạn phơi khô, tán nhỏ, luyện với chất dính cho đều,
Sau đấy các bạn tiếp tục phơi khô lại tán nhỏ dây kỹ. Sau đấy các bạn luyện thành viên, sử dụng mật ong với lượng vừa đủ để luyện thành viên. Mỗi viên là 10 gram, mỗi lần uống một viên, ngày uống một lần trước khi đi ngủ. Uống mỗi liệu trình là 15 ngày. Thuốc có tác dụng bổ khí huyết, bổ thận, cố tinh. Trên đây là những thông tin về cây vừng. Cây vừng còn cho ra nhiều bài thuốc nữa. Mình cũng chỉ chắt lọc ra một số bài thuốc hay từ cây vừng này thôi.